Xá lợi tử hỏi thiện hiện, thầy chấp nhận có một Bồ Tát thừa không? Thiện hiện đáp, ý tôn giả hiểu sao trong chân như phải chăng có ba thừa sai khác nhau? Xá lợi tử đáp, thiện hiện không, chân như còn không có tướng ba thừa có thể đắc, huống là trong ấy có ba thừa khác. Ý tôn giả hiểu sao trong chân như có một thừa để đắc không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không, chân như còn không có một tướng được, huống là trong ấy có một thừa. Ý tôn giả hiểu sao phải chăng trong chân như thấy có một pháp, một bồ tát không? Xá lợi tử thưa, thiện hiện không. Cụ Thọ thiện hiện nói với Xá lợi tử, nếu tất cả pháp là chắc thật là tồn tại thì hoàn toàn không có sở hữu đều bất khả đắc. Bồ Tát cũng vậy. Tôn giả có nghĩ đây là thanh văn, đây là độc giác, đây là Bồ Tát, như vậy là ba hay như vậy là một. Này xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp đều không sở đắc, đối với chân như của Pháp cũng không sở đắc, đối với các Bồ Tát cũng không sở đắc, đối với chư như lai cũng không sở đắc, nên biết đó là Bồ Tát chân thật. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát nào nghe nói trơn như không có tướng sai khác, mà không kinh, không sợ, không chìm đắm, không mất đi, thì đại Bồ Tát đó nhanh chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, trong khoảng thời gian ấy nhất định không thối chuyển. Khi ấy Đức Thế Tôn khen thiện hiện, hay thay hay thay hôm nay chính ông là người có thể vì các bồ tát giảng nói pháp chính yếu hay nhất những điều ông nói đều là sức oai thần của như lai thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát đối với pháp chân như bất khả đắc tướng sanh lòng tin hiểu sâu xa biết tướng không sai khác của tất cả pháp nghe nói các pháp chân như bất khả đắc tướng như vậy không kinh không sợ không chìm đắm không mất đại bồ tát đó nhanh chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề xá lợi tử bạch phật bạch Thế tôn đại bồ tát nào thành tựu pháp này sẽ nhanh chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải không phật dạy xá lợi tử đúng vậy đúng vậy đại bồ tát nào thành tựu được pháp này sẽ chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không rơi vào các địa vị thanh văn độc giác thiện hiện bạch phật nếu đại bồ tát nào muốn nhanh chóng chứng tắc sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nên trụ thế nào và nên học thế nào Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn nhanh chóng chứng tác sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, nên trụ bình đẳng đối với các hữu tình, khởi tâm bình đẳng đối với hữu tình, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm lợi ích, tâm an vui, tâm nhu hòa, tâm cung kính, tâm không tổn, tâm không hại, tâm ngay thẳng, tâm như cha, tâm như mẹ, tâm như anh em, tâm như chị em, tâm làm nương tựa, và đem tâm này tương ưng cùng lời nói, thiện hiện nên biết đại bồ tát nào muốn nhanh chóng chứng đắc sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đối với hữu tình nên trụ như vậy và nên học như vậy